Tô này thì được sản xuất ở England nha cả nhà. Và thương hiệu này là đã từ những năm 1879 nha cả nhà. À, rất là lâu đời, nổi tiếng luôn. Những cái đôi giày của hoàng gia Anh thì cũng được làm từ cái thương hiệu Rocket and Zone này. Đấy. Và trong cái dust bag là cái bịa đựng này là cái đôi giày của Rocket and Zone này cả nhà. Đấy. Cả nhà thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Đôi này cái form của nó là form thon gọn nhá. Form thon gọn nha cả nhà, chân bè đi sẽ không vừa ha. Thon gọn, mũi này rất là đẹp và sang luôn. Da thì bóng láng rồi. Nó có một chút viền màu nâu ở xung quanh cái gót chân là cả nhà nha. Đó, thế thôi. Còn lại là tông màu đen hết. Đế của em nó cũng là đế màu đen luôn này. Và đế da nha. Đế da nha, Rocket and Zone là cả nhà, made in England. Đấy, đôi này thì anh khách vẫn giữ nguyên cái zin nha, chưa có dán chống trượt phía trước, zin luôn. Phía trước và phía sau mòn rất ít và da thì quá đẹp rồi, hầu như là chưa có vết giày xước gì luôn. Cực kỳ đẹp và sang luôn. Đây, Rocket and Zone cả nhà ơi. Nhìn cái lót là quá uy tín rồi cả nhà nha. Mới tinh và hầu như là chưa có bay bạc cái nét nào luôn nè cả nhà thấy không? Cái gót của nó cũng vậy này. Mới đẹp sạch sẽ ha. Đây, dập thương hiệu bên hông nè, size nè. Bên hông nữa nha cả nhà. Rocket and Zone size 6 ha. Đó, rất là đẹp. Và thực sự là đẳng cấp nha, đẳng cấp. Em này size của nó là size 40. Và mã chốt hàng là D1 nha. Anh khách ký gửi cho em bán đôi này giá 5 triệu 6 nha cả nhà. 5 triệu 6 thôi. Đôi này thì cả nhà mua cũng không dưới khoảng 20 đâu nha. Rất là mới và đẹp luôn. Và đặc biệt là em nó còn full box luôn ha. Full box luôn. Đầy đủ hộp ha cả nhà. Hộp nè. À, hộp của em nó nè cả nhà nha. Dust bag nè. À, đấy. Giấy nè. Giấy bên trong cũng có cái chữ Rocket and Zone luôn. Giấy zin nha cả nhà. Đó, rất là sang trọng luôn. Đôi này thì anh nào mang cũng được mà mua tặng cũng được hết cả nhà nha. Size đẹp nữa, size 40.5 nữa. Quá đẹp luôn. Mua tặng cũng được và đi cũng được luôn nha. Rồi, em tạm thời cất em nó vào trong đây. Chờ chủ chân mới nha cả nhà. Anh nào thích cái đôi này thì nhắn cho em 0921 967 567 nha cả nhà. Hoặc là cả nhà mình có những cái đôi siêu phẩm nào mà ít đi á, để lâu quá thì không đi cũng uổng, gửi cho em nha, gửi cho em nha cả nhà. Đấy, đôi này em tạm thời để đây, giờ chủ nhân mới, quá đẹp. Rồi, tiếp theo gửi tới cả nhà một em giày Bali, một em loafer Bali. Đôi này đầu tiên ấn tượng là em nó có cái màu cà phê nâu, cà phê nâu nhạt cả nhà ơi. À, cái màu này cũng rất là lạ nha, rất là lạ và đẹp ha. Da bê cực kỳ mềm cả nhà, em quay cận cảnh cho cả nhà thấy là cái độ mềm và mịn của cái da của đôi này ha, rất là mềm và mịn luôn nha, mình có thể cảm nhận được khi mình nhìn luôn rồi, sướng lắm ha. Màu này cũng màu lạ nha, không phải màu thiên về nâu đâu, màu cà phê nâu thì nó đúng hơn. Đấy, ở giữa thì em nó có một cái tắc bằng hợp kim sáng bóng, có chữ Bali nha cả nhà. Cả nhà ơi, có chữ Bali ở đây nha. Nó hơi sáng quá, nó bóng quá, chói ha, không thấy rõ thôi. Đó, da rất là đẹp ha. Đôi này đi lên chân rất là sướng nha. Da bê, kiểu như mềm và êm. Đó, logo của nó ở đây này. Đấy, một cái điểm nhấn nhẹ nhàng. Và cái đôi này lên chân là sẽ rất là đẹp luôn. Đó, em này là cái lót của nó đây cả nhà ơi, Bali lót jean. Cái màu của nó cũng giống giống như cái màu ở bên ngoài ha, Bali này. Lót da jean rất là đẹp. Cái gót thì mới tinh. Đấy, em cam kết với cả nhà đôi này còn rất là mới. 96 97% luôn nha. Đế nè, mòn ít. Em này đế của nó là đế cao su đúc nhá. Mòn ít thôi cả nhà ơi. Đế jean này, Bali Switzerland này. Đấy. Và bên trên của nó có rất nhiều những cái gai chống trượt li ti rồi.
cả nhà mình chỉ việc đi thôi nha, chống trượt luôn rồi, và nó được may luôn rồi này cả nhà, nó may luôn luôn hết cái đế thằng trước luôn rồi, yên tâm nha. Một cái đôi giày màu đẹp, da đẹp, à, thiết kế cũng nhẹ nhàng thanh thoát để cho cả nhà mình đi. Em này size đẹp luôn, size 42 ha, và mã chốt hàng là D2, em bán 2,9 triệu thôi nha, đẹp lắm nha cả nhà. Anh nào vừa chân thì hốt em nói giùm em nha. Rồi, giới thiệu với cả nhà một cái em hàng VIP nữa đây. Em này là một cái đôi giày kiểu như là quá lật nha cả nhà. Một cái đôi giày loafer tới từ một cái thương hiệu rất là nổi tiếng và hiếm khi xuất hiện trên thị trường giày cũ lắm cả nhà ơi. Đôi này một cái đôi giày loafer và mũi trơn nha, mũi của nó trơn nha cả nhà, không có hoa văn họa tiết gì, nhưng mà em nó thiết kế rất là điệu nha, có một cái miếng da vắt ngang qua cố định luôn, và nó nối với nhau bằng một cái miếng hợp kim màu sáng bóng đó. Bên cạnh đó thì em nó có một cái khóa ở bên hông này, khóa này thì có thể mình tháo ra tháo vào được nha, để tùy theo cái chân của mình nha, tháo ra tháo vào được. Và ở đây nó có cái dọc chữ thương hiệu của hãng này, sắc nét lắm cả nhà thấy không, Dior. Trời ơi, nhìn nó sắc nét mà nó nhỏ xíu vậy mà nó còn khắc được, thật là đẳng cấp, à, quá đẳng cấp mới làm được cả nhà. Một cái form giày màu đen dễ mang nè, form cũng dễ chịu nè. Đó, cả nhà thấy chữ không? CD Christian Dior, quá uy tín luôn, đế mòn ít thôi. Là em dán chống trượt sẵn cho cả nhà rồi nha. Đôi này thì thích hợp cho các anh đi đi tiệc ha. Một cái đôi rất là sang, da mềm nha cả nhà, kiểu da mềm nha. Đó, cái khóa bên hông này, cái lót jean cho cả nhà, Dior này, à Dior, cái lót thì jean này, cái gót thì cũng vẫn rất đẹp ha, kiểu da mềm nha cả nhà, thấy quá đẹp ha, đế mòn ít và dán chống trượt cho các anh rồi nha. Đôi này các anh nào chưa có trong tủ của mình thì nên sở hữu một đôi tới từ nhà Dior cả nhà nha, đẹp lắm cả nhà ơi. Em này size 40 nha cả nhà, size 40 nha, và mã chốt hàng của em này là D9 nha cả nhà. Đôi này em dán rồi, nhớ dán rồi mà không biết năm ba rớt đâu mất tiêu rồi, thôi em để D10 cả nhà nha, D10 đi, và size 40 nha. Anh nào đi vừa thì nhắn cho em bán đôi này 1,8 triệu thôi nha cả nhà. Dạ, anh nào thích thì nhắn cho em mã Dior hoặc là chụp màn hình lại gửi cho em cũng được, em bán đôi này 1,8 triệu thôi nha, rất là đẹp luôn và không đụng hàng nhé. Rồi, tiếp theo gửi tới các anh một cái mẫu mocha của nhà Salvatore Ferragamo. Em này màu xanh cả nhà ơi, màu xanh biển ha, rất là độc và lạ luôn, xanh biển nha cả nhà. Ở bên ngoài thì nó không có đậm giống như trên màn hình đâu, nó nhạt hơn một chút xíu, nhưng mà là một cái màu xanh rất là đẹp. Đó, em này là một cái mẫu mocha lắc chuông, có hai cái chuông nhỏ nhỏ, nó nối một cái miếng da viền xung quanh cái sau gót này, nó nối đằng trước, lắc chuông cả nhà ha, rất là điệu và màu thì rất là độc đấy. Đôi này thì các anh nào mang thích mang một cái đôi mocha thì có thể chọn cho mình cái đôi này nha. Phía sau em nó chảy chút xíu thôi, không có đáng kể đâu cả nhà ơi. À, đôi mocha nào thì cũng thường bị như vậy thôi. Ở đây cái đế của nó là đế cao su nha, mòn ít, và đế zin nha, Salvatore Made in Italia, nó may hết luôn rồi nha, nó may hết rồi cả nhà ơi, cả nhà chỉ việc mang thôi. Và đặc biệt là cái lót của nó này, cái lót zin nha, bằng da luôn, Ferragamo, gót còn rất là đẹp, tổng thể đôi này còn rất là đẹp nha cả nhà. Và đặc biệt là em nó có một cái màu độc nữa, dễ mang, một cái mẫu mocha nữa dễ mang cho cả nhà ha. Đấy, em này thì size của nó là size 41 và mã chốt hàng là D8 nha, em bán 1,9 triệu nha cả nhà,
quá đẹp nha. Màu độc á, anh nào thích màu độc thì lấy đôi đó cho em. Rồi, rồi tới cả nhà một em giày da lộn màu đen. Da của em này đã lắm cả nhà ơi. À, đen mà đen thui luôn, đen tuyền luôn nha. Và cái khóa của nó thì lại rất là bóng, bóng láng luôn. Nó khắc thương hiệu của hãng này, EZ là Zna đó cả nhà. Đấy, ở giữa thì nó cũng có chữ Zna luôn nè. Trên cái tâm màu đen đó, nó dọc này. À, rất là đẹp ha. Bên đây cũng khóa rất là sáng bóng luôn. Da lộn màu đen nha. Anh nào thích một cái đôi giày da lộn thì chọn đôi này cho em. Màu đen và da của nó, da lộn rất là đẹp. Đẹp lắm cả nhà ơi. Đôi này da nó, da lộn của nó dày ha. Kiểu dày nó giữ form một cái đôi giày lắm. Đó, da lộn nha. Đôi này lên chân cũng rất là hay. Rất là hay nha. Những cái khóa của nó là sáng bóng nha cả nhà. Sáng bóng luôn. Đó. Đế của nó cũng rất là đẹp luôn nè cả nhà ha. Đế da và mòn ít thôi nha. Đế jean luôn nè. Zegna Made in Italia đây. Size 6 1/2. Và bên trên là cái phần chống trượt mà nó dập thương hiệu full luôn cả nhà thấy không? Nó dập tên thương hiệu của nó ở đây nè. Quá trời. Cái chỗ này là miếng chống trượt nha, mà nó dập thương hiệu quá trời là cả nhà thấy không? Đẳng cấp và rất là tỉ mỉ luôn. Cái lót của nó này, lót da nha, màu đen luôn. Zegna, gót rất là đẹp. Một cái đôi giày loafer tiện lợi cho các anh mang luôn nè cả nhà. Màu đen nữa, rất dễ phối đồ ha. Em này size của nó là 40.5 và mã chốt hàng là D4 nha, em bán 1.800.000 thôi. Đó, quá đẹp cả nhà ơi. Anh nào vừa chân á, chọn cho em đôi này nha. Rồi, giờ tới các anh một cái đôi giày cũng rất là đẳng cấp, tới từ nước Anh. Một đôi derby màu nâu đậm. Form dáng và da của nó đẹp lắm cả nhà nè. Cả nhà nhìn cái da của nó nè, mịn màng và nó rất là giữ form nha. Da nó phê, thiệt là phê luôn. Đó, cái mũi thì nhỏ nhắn dễ thương. Nó hơi bầu bầu một chút xíu ở đây. Đẹp lắm cả nhà ơi, đôi này da nó phê lắm. Da nó phê lắm nha, đẹp lắm và cái form giày rất là đẹp luôn. Đẹp, phải nói là đẹp. Một cái đôi giày kiểu như là anh em mình mang công sở cũng được, hoặc là đi tiệc cũng được nha. Một đôi derby không có nhiều điểm nhấn nhưng mà mang lên chân rất là dễ mang. Em này sở hữu bộ đế da khâu nè cả nhà ha. Đế da khâu cực kỳ chất lượng luôn. Và em dán chống trượt phía trước sẵn cho cả nhà rồi. Đó. Em này thì tới từ thương hiệu Barney New York và làm ở Made in Italia nha cả nhà. Made in Italia. Barney một đôi giày của Barney thì cũng tầm mèo cũng phải 350, 400 đô một đôi nha cả nhà, khoảng 10 triệu á. Và đôi này cũng rất là đẹp. Quá đẹp và mới tinh luôn nha. Da của nó rất là phê nha. Đế thì bao bề. Em này size 39 cả nhà ơi. Lò mã chốt hàng là D7, em bán 1.800.000 nha. 1.800.000 cả nhà ha. Nào vừa chân thì nhắn cho em. Rồi, tiếp theo, một đôi Mocha của nhà Salvatore Ferragamo. Đôi này màu đen ha, có cái khóa logo to chà bá ở trên mũi nè. Màu xám nha, màu xám, xám đen nha, chứ không phải màu trắng nha. Đó, còn tổng thể thì da của em nó là màu đen. Rất là dễ mang luôn, cho cả nhà mang luôn nha. Đây, rất là đẹp luôn. Đôi mẫu Mocha này thì cả nhà chỉ việc xỏ vào là đi thôi. Và lên chân thì chắc chắn là ai cũng biết một đôi giày tới từ nhà Ferragamo rồi. Cái khóa logo của nó này, khóa logo đặc trưng của hãng nha. Cái mẫu giày loafer, là một cái mẫu giày Mocha rất là tiện lợi. Đế nè cả nhà ha. Mòn ít thôi. Mòn ít. Salvatore Made in Italia. Và được may hết rồi ha.
cả nhà khỏi phải lo bong chóc gì cả, may hết rồi. Lót da zin là cả nhà, màu đen luôn. Đôi này da bên trong của nó này, da kiểu như da mọc đó, và rất là mềm nha cả nhà, đi vào lên chân á mềm lắm. Đôi này lên chân rất là tiện nha, anh nào á mà size 40.5 thì nhắn cho em 0921967567 nha. Và mã chốt hàng của đôi này là D3, em bán 2,2 triệu thôi, mẫu mocha tiện dụng cho cả nhà đây, 2,2 triệu thôi cả nhà. Rồi tiếp theo gửi tới các anh một đôi giày offer tới từ nhà Bali nữa. Ôi chà, những cái đôi giày mà tới từ nhà Bali á, ấn tượng, rất là ấn tượng với những cái da của nó nè cả nhà, cảm giác như là mềm và mịn lắm, mềm và mịn lắm, có cái độ mịn mà cả nhà thấy không, mịn ghê luôn đó thiệt. Đôi này màu đen nha, da còn rất là mới và đẹp, quá trời đẹp luôn. Và em này là một cái mẫu khóa lạch bên hông của nó nè, khóa lạch nè, có chữ Bali nha cả nhà, đó Bali nè, rất là nhẹ nhàng dễ mang cả nhà ha. Đôi này thì em nó có một cái kiểu như là đường may chìm chân mu này, đó, rất là tinh tế luôn, đẹp ha. Cái mũi của nó cũng vậy nè, mũi này rất là trẻ trung nha các anh, lên chân thì rất là đẹp, rất là trẻ trung luôn, đó, đẹp. Đế bằng cao su đúc, mòn ít nha cả nhà, không có đáng kể nha, cao su đúc Bali Switzerland này, và nó may hết luôn cho cả nhà luôn rồi đấy, nó may sẵn rồi nha, may full cái đế bên dưới luôn, cả nhà khỏi lo. Và nhìn cái lót của nó thì thôi rồi ha, mới quá trời, lót lòng này vàng ươm mới tinh luôn cả nhà thấy không, quá đẹp. Một cái mẫu loafer tiện dụng cho cả nhà ha, đi làm đi tiệc đi chơi đều đẹp hết trơn. Và em này size đẹp luôn, size 40.5 ha, mã chốt hàng là D5, em bán đôi này 2,9 triệu thôi, có 2,9 triệu thôi cả nhà nha. Da của nó rất là đẹp và có độ dày nó vừa phải, độ dày vừa phải ha, nó không quá dày cũng không quá mỏng. Rồi cuối cùng gửi tới cả nhà một cái đôi giày của nhà Gucci, một đôi loafer Gucci Jordan Hobbit. Đôi này là một trong những cái mẫu huyền thoại của nhà Gucci này, da bê hết ha, da bê màu đen đó, và có một cái khóa Hobbit, logo Hobbit ở bên trên cái mu chân của mình này, và màu vàng cả nhà ơi, màu vàng nha, nó bay nhẹ thôi, nó bay màu nhẹ ở hai bên hông này thôi ha, không đáng kể. Em quay cận cảnh cho cả nhà thấy rồi nha, đó, da bê mềm và cực kỳ sướng luôn. Đó, đôi này màu đen, màu đen lót jean này, made in Italia này đấy, và đặc biệt là đôi này có thể đạp gót được cả nhà nha, da nó mềm lắm, đạp gót được luôn, tiện lợi cho cả nhà mình mang nha. Nó thiết kế sẵn hai cái đường sọc bên hông này đấy, mình chỉ việc đạp gót là đi được rồi. Đế của em này là đế da khâu nha, lấp chỉ nè cả nhà, khâu lấp chỉ luôn cả nhà, mình thấy cái rãnh thôi, không thấy chỉ đâu ha đấy. Và em đã dán chống trượt sẵn cho cả nhà luôn rồi, trước và sau luôn, hết 400.000 của em rồi, dán tặng cả nhà luôn, cả nhà chỉ việc đi thôi, rất là tiện dụng nha. Bên này cũng còn rất là đẹp, hai chiếc này nó bạc một chút xíu thôi cả nhà nha, em quay cả nhà thấy này, không đáng kể nha, lắc kê vàng bay bạc chút xíu thôi, da còn rất là đẹp, da nó mềm ứng luôn. Form giày này thì khỏi bàn rồi, lên chân là rất là đẹp. Đế nè em đã may sẵn rồi ha, hai miếng chống trượt cho cả nhà rồi đó, và mềm nhũn. Em này size của nó là 41.5 nha cả nhà, và mã chốt hàng là D6, em bán 2,8 triệu thôi.
Ở 2 triệu 8 là một cái giá rất rẻ cho một cái đôi giày Gucci Hobbit. Rồi, đôi này cũng kết thúc video của em hôm nay rồi. Cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà trong video ngày mai nha.